Thấy là Hồng Thập Tự bắt nguồn từ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nè. Và phía sau là một cái building xanh xanh, đó là của bệnh viện Từ Dũ đó. Và Sài Gòn mới vừa mưa xong. Và nguyên dãy Hồng Thập Tự này ngày nay là cái rất là nhiều nhà sách. Thông qua đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả hơn 10.000 cô chú anh chị và các bạn đã subscribe trong cái kênh nhỏ bé. Khu vực này là chợ Nancy ngày xưa nè. Ngày xưa bán rất là nhiều, nhưng mà để đổi lấy hình ảnh của cây cầu lớn hiện đại thông thương với quận 8 thì cái chợ đành phải hy sinh. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hồng Thập Tự năm xưa và cũng là đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Và Sài Gòn bây giờ là 4 giờ 30 chiều ngày 25 tháng 10 và em đang có mặt ở đây là giao lộ Hồng Thập Tự và Nguyễn Thượng Hiền. Và Sài Gòn bây giờ là giờ tan sở nên là xe cộ lúc nào cũng tấp nập đông đúc. Một hình ảnh quen thuộc ở Sài Gòn những năm trở lại đây. Và ngày trước, ngày xưa khoảng 15 năm, hơn 10 năm về trước thì cái cảnh này rất là ít, hầu như không có. Chỉ nổi tiếng ở khu vực Gò Vấp, ngã năm Chùa Chó thôi. Nhưng mà ngày nay thì có khắp nơi. Và thấy xe chạy lên lề xuống lề quá trời. Có người nước ngoài nữa nè. Đối với chạy xe máy thì chỗ nào trống thì người ta chạy thôi. Chứ cũng rất là khó để tuân theo cái làn đường. Vì nó thuận tiện mà, nó nhỏ gọn. Chỗ nào trống thì cứ chen. Nên mình không thể trách họ được. Người đi xe hơi thì sẽ trách người đi xe máy là chạy ẩu, và người đi xe máy là sẽ trách người đi bộ là đi ẩu. Nói chung là mỗi phương diện của mỗi người sẽ có cái nhìn khác nhau. Và bên cánh trái chúng ta đó là bệnh viện Từ Dũ, ngày xưa là cái nhà báo xanh Từ Dũ đó. Và cung đường này là một trong những cung đường có hàng cây rất là đẹp, rất là lớn ở Sài Gòn. Những cái cây cây dầu này của tuổi đời khoảng cả 100 tuổi. Ngày xưa thì cung đường Tôn Đức Thắng còn nhiều hơn nữa, nhưng mà ngày nay thì cung đường nó không còn nữa. Đường Cường Để năm xưa đó, để đổi lấy hình ảnh của một cái đường cao tốc, không tuyến metro, tuyến tàu điện ngầm. Và chúng ta có mặt ở đây là giao lộ Cao Thắng và Hồng Thập Tự. Nhân cái buổi đi công việc ở ngoài hôm nay, chia sẻ với anh chị các bạn những hình ảnh vòng vòng ở ngoài đường ha, để mình xem có cái gì hay hay rồi kể cho bà con nghe. Nếu các anh chị các bạn chưa có nghe gì về Sài Gòn, và hôm nay em sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn đến các anh chị và các bạn. Và biết đâu trong những hình ảnh này bà con lại thấy được cái hình ảnh ngày xưa của chúng ta khi mà còn ở Sài Gòn. Nếu mà các anh chị ở các tỉnh khác thì mình thấy Sài Gòn nó đông lắm, tấp nập, nhộn nhịp, xe cộ lưu thông chen chúc nhau, khói bụi. Nhưng mà riết rồi thành thói quen. Thấy vậy chứ nếu mà đi đâu
cũng nhớ đến cái hình ảnh kẹt xe khói bụi này, sẽ rất là nhớ nếu chúng ta đi xa nó. Mặc dù ở đây thì chê chê trách trách thì chứ khi đi rồi sẽ thấy nhớ Sài Gòn là vậy. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Ngay cao thắng này nếu mình quẹo phải là sẽ ra cái đường Trần Quốc Toản năm xưa, cũng là 3 tháng 2 ngày nay đó. Và nơi đây là có một cái cơ quan, một cái cơ quan Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, và cũng là cái tên, cũng là nơi bắt nguồn cho cái tên Hồng Thập Tự, đó là bên cánh trái chúng ta đó. Nếu mà ngày xưa cô chú anh chị đã từng ở cung đường Hồng Thập Tự này thì sẽ nhận ra ha. Hồng Thập Tự bắt nguồn từ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nè. Và phía sau là một cái building xanh xanh, đó là của bệnh viện Từ Dũ đó. Và Sài Gòn mới vừa mưa xong. Và nguyên dãy Hồng Thập Tự này ngày nay là cái rất nhiều nhà sách. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Những hình ảnh này có lẽ vẫn như ngày xưa, nhưng mà xen kẽ đó là những hình ảnh của những cái building, những cái building mới mọc lên sau này nè. Rất là nhiều building ở đây, có building của Quốc Cường Gia Lai luôn. Và đây là giao lộ Hồng Thập Tự, Lý Thái Tổ, rồi Trần Phú, rồi Cộng Hòa, Nguyễn Văn Cừ. Ngày hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại ha. Và hôm bữa cung đường này mình thấy hình ảnh của kẹt xe rất là nhiều. Thì đối với kẹt xe thì Sài Gòn cũng quen rồi, ngày nào cũng vậy. Và đây là giao lộ của Nguyễn Thiện Thuật và Hồng Thập Tự. Ta quẹo phải thì sẽ đi vô chợ Bàn Cờ đó. Trên đường đó thì có bún bò Nguyễn Thiện Thuật rất là nổi tiếng, và rất nhiều quán khác nữa. Đây là Phụng Binh ngã 6 Cộng Hòa, và chúng ta sẽ đi về hướng đường Cộng Hòa nha. Mình sẽ quẹo trái, còn quẹo phải thì sẽ đi ra Trần Quốc Toản thông qua con đường Lý Thái Tổ. Trần Quốc Toản ngày xưa cũng là 3 tháng 2 ngày nay đó. Mình quẹo qua Cộng Hòa nè, Nguyễn Văn Cừ ngày nay đó. Sở dĩ một cái tên đường, một con đường nó có rất là nhiều cái tên, và nó qua rất là nhiều thời kỳ, mỗi thời kỳ là một cái tên, cũng gắn liền với rất là nhiều cô chú anh chị. Và cô chú anh chị cũng ở đây ngày xưa, nên thành ra nếu mà cô chú anh chị đi nước ngoài rồi đó thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn khi em nói hai ba tên. Và ngày hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại. Và thẳng hướng này mình sẽ đi đến chợ Nancy và qua cầu Nguyễn Văn Cừ. Và bên kia là Dương Bá Đạt hả. Thấy buổi chiều phụ huynh thì đi rước con, rước vợ rất là nhiều, nên đường xá trở nên đông đúc, tấp nập hơn.
và thường Sài Gòn đông nhất là tầm 7-8 giờ cho đến 9 giờ, và buổi chiều thì 4 giờ cho tới 7 giờ là 2 giờ cao điểm nó đông nhất. Mình vừa qua ngã ba Thành Thái và Nguyễn Văn Cừ đó, ngã ba Thành Thái và Cộng Hòa đó, Nguyễn Văn Cừ với An Dương Vương ngày nay đó. Và trên đường Cộng Hòa này chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh của ngôi chợ rất là xưa nhưng mà ngày nay không còn nữa, đó là chợ Nancy. Và ở chợ Nancy thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị comment về những cái hẻm như là hẻm cây mít nè, nhưng mà em chưa có dịp đi chi tiết. Thì ngày xưa em cũng có cái video đi hẻm cây mít rồi, không biết cô chú anh chị đã xem chưa. Lên YouTube chúng ta search hẻm cây mít Cầu Kho là sẽ có ha. Và hôm nào em sẽ có dịp đi đi bộ tản bộ cùng các anh chị và các bạn, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về những căn nhà mà bà con đã comment. Thông qua đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả hơn 10.000 cô chú anh chị và các bạn đã subscribe trong cái kênh nhỏ bé, và cả ngàn hơn ngàn video để thông qua đó thì em có nhiều động lực hơn để làm các video tiếp theo. Nhân đây thì cũng xin cảm ơn tất cả. Hy vọng là các chị và các bạn sẽ luôn ủng hộ Vinh Lâm TV trong thời gian sắp tới. Cung đường bên đây là Cộng Hòa, và đây là giao lộ Phan Quang Trị và Cộng Hòa. Và khu này ngày xưa nổi tiếng làm xe Vespa đó, còn cái thời xe hai thì, động cơ hai thì, Mobilus rất là nổi tiếng. Ta thấy kẹt xe rồi chưa? Những cái tình huống thế này nếu mà cô chú anh chị và các bạn không quen ở Sài Gòn đó là sẽ cảm thấy rất là ngợp vì khói bụi. Còn ở đây thì bà con cũng quen rồi, những hình ảnh này cũng diễn ra hàng ngày. Đây Sài Gòn mình cũng đông, có 13 triệu dân so với ngày xưa thì rất là lớn. Tổng số cả nước thì hơn 100 triệu. Ở đây thì chiếm tới 1/10. Đây là giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Cừ. Ngày xưa khi chúng ta qua giao lộ này là chợ Nancy, nhưng mà hôm nay thì chợ Nancy không còn. Chúng ta sẽ không lên cầu ha, mình sẽ đi ra bến Hàm Tử và sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay, dẫn anh chị các bạn đi dạo một vòng để ngắm xe cộ rồi xem những cái tình huống mà khi mà kẹt xe người ta chạy thế nào, xe máy thì chạy nhích nhích nhích. Nếu các anh chị mà
ở trong lề thì sẽ lên lề luôn. Khu vực này là chợ Nancy ngày xưa nè. Ngày xưa bán rất là nhiều, nhưng mà để đổi lấy hình ảnh của cây cầu lớn hiện đại thông thương với quận 8 thì cái chợ đành phải hy sinh, nhường mảnh đất lại cho cung đường Nguyễn Văn Cừ. Đoàn thể cầm tắm Cô Thu nè, ở hẻm 35, số 35 Nguyễn Văn Cừ. Và ngay cái giao lộ này cũng giống như là cái giao lộ ngay chợ Cầu Muối vậy đó, Nguyễn Thái Học với bến Trương Dương vậy đó. Cũng có một số hàng quán, rồi những cái sạp bán tạp hóa, bán bún, bán trứng, nhưng mà không có bán cá đâu. Y chang luôn, bán trứng, bán gạo, bán... Nhưng mà ở đây thì mỹ quan nó sạch hơn. Ở chợ Cầu Muối thì lộn xộn hơn. Qua đây ngày xưa là cái có cái cầu, hình như là cầu cầu Bà Đô phải. Khu này là nhà máy điện chợ Quán năm xưa đó. Nhà đèn chợ Quán. Rồi, chắc video xin tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn bà con đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng em trên suốt chặng đường hơn 2 năm vừa qua. Và hy vọng là bà con sẽ ủng hộ tiếp những video tiếp theo. Cảm ơn. Ta đang dừng lại ở đây là nhà đèn chợ Quán năm xưa, và ngày hôm nay là cái dự án của công ty bất động sản Sài Gòn Vina. Và mình sẽ không còn nhìn thấy nhà đèn chợ Quán năm xưa nữa, mà sau này sẽ đổi lấy một hình ảnh của cái đại lộ, một cái building rất là lớn, nằm ở trên cái đại lộ rất lớn ở Sài Gòn. Mọi nhìn qua bên kia là quận 8, cầu Nguyễn Văn Cừ, và hướng bên đây là bến Vân Đồn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thẳng hướng này chúng ta sẽ lên tới chợ Hòa Bình.